Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một web kiếm đồng Bitcoin hoàn toàn miễn phí. Lưu ý là hoàn toàn miễn phí. Thì thật sự là mình nói thật chứ mình mà làm cà ve thì quá là đắt khách luôn. Các bạn muốn gì thì mình cũng chiều và các bạn bảo là hiện tại thì anh giới thiệu ít kiếm Bitcoin. Nhưng thực sự là các bạn là do trên kênh mình những cái web kiếm hoàn toàn miễn phí Bitcoin nó quá nhiều mà hiện tại nó chạy quá tốt. Thành thử ra cần gì phải thay thế. Trong khi đó mà nếu mà kiếm miễn phí kiểu vậy các bạn chắc là cày mượt mượt bơ. Mình nghĩ là các bạn rất khó để mà cày toát hết cả mồ hôi ra, chưa chắc đã cày hết được sức mạnh của bọn nó cơ, chứ đừng nói là đến quen mới. Ok, thì theo nhu cầu của các bạn thì mình vẫn cứ giới thiệu quen mới thôi. Quen này thì nó cũng hay, nó kiểu dạng như là một web game. Thì chúng ta hãy cùng nhau đi xem web như nào nhé. Ok, thì ở đây các bạn mấy thông tin này thì các bạn không cần quan tâm. Thì ở đây nó cho có kiếm Bitcoin, Litecoin và Dogecoin. Thì bây giờ chúng ta sẽ zone nào. Đấy, ấn vào đây. Cái web này ấy, thì nó hơi phức tạp một chút. Đâm ra anh em cần phải nghe kỹ những gì mình nói, không tránh hỏi lại. Ok, bởi vì hiện tại rất nhiều bạn đang spam trên kênh của mình rất nhiều, thành thử ra là mà câu hỏi của các bạn đến được với tay mình thì nó rất là ấy luôn, rất là chậm, mà thậm chí còn rất khó đến vì rất khó nhìn. Thêm nữa là mình thì chắc chắn là không thể inbox bất cứ ai bởi vì mình quá bận. Một phần là quá bận đi chăng nữa, một phần nữa là nếu mình inbox các bạn thì sau này nó sẽ dẫn đến hệ quả mà bây giờ nó cũng đang có chiều hướng rồi, đó là có những cái sự giả mạo chính bản thân mình. Thì khi mà inbox thì nó sẽ gây ra cái việc giả mạo đấy, là các bạn sẽ rất dễ bị lừa. Thì khẳng định luôn là không inbox bất cứ ai để cho mà các bạn không bao giờ dính phải kiểu lừa là giả mạo bản thân mình nữa. Ok, thì đây là tổng quan của web, sau khi đăng ký rất là đơn giản anh em, đúng không? Thì sau khi mình sẽ giới thiệu kỹ cái web này và các bạn sau đó mình sẽ so sánh với cái web huyền thoại này. Con này thì chạy quá tuyệt vời rồi, anh em nào cũng biết và bây gọi là thôi rồi gọi là lên thần rồi đấy. Các bạn chơi nhiều đến mức nó chết đi sống lại rất nhiều lần mà cuối cùng nó vẫn sống đấy. Thì con này thì quá tuyệt vời rồi, các bạn nào không biết thì có thể xem lại. Ok, tiếp theo thì việc đầu tiên chúng ta phải config cái mail. Thì bây giờ mình sẽ vào để config account để kích hoạt làm theo đúng nó nhé. Đầu tiên các bạn phải kích hoạt trước đấy, config account send account send mail này. Ok, sau khi send ấy nó sẽ gửi cho bạn là bạn quay lại mail để mà kích hoạt cái tài khoản của bạn lên. Thì bây giờ mình sẽ kích hoạt luôn vì mình không cần phải ấy nữa, mình sẽ không cần phải quay lại mail vì đây tay mình có một máy khác để mà kích hoạt mail. Vì vậy nên các bạn có để xem mình xem nó có gửi về mục spam hay mục rào, các bạn phải chờ mình một chút. Không thấy về, đợi tí. Vẫn chưa thấy về, copy account này, mình đi copy. Mình đã gửi mail rồi. You must wait 30 phút. Ồ. À, là order mail chứ không phải là đấy. Là cái mail khác chứ không phải. Ok, đợi một chút. Thì các bạn lưu ý là phải config mail để kích hoạt nó đã nhá. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Thì ở đây là số giá Bitcoin, không nói my account. Thì đầu tiên ấy các bạn về đây này, overview này, thì chúng ta sẽ có đây tổng quan my account của bạn, zin account pin này. À, vẫn phải kích hoạt email lên bởi vì khi cũng kích hoạt email lên thì nó mới nhìn được cái bắt đầu nó kích hoạt cái mailer, có nghĩa cái đào của bạn lên. Thì bây giờ vẫn buộc phải kích hoạt mail lên mà trong khi đó thì hiện tại mail vẫn chưa gửi, chuối ghê. Thì mình có thể đây config email mailer game để bắt đầu ấy, đại khái là nó vẫn
À đây rồi. Gửi rồi, gửi rồi. À, chưa phải, không phải, không phải nó. À đây rồi, mình nhận được rồi. À, mình đã nhận được confirm email và bây giờ mình confirm để mà đợi tí, các bạn đợi một chút để mình load. Ok, xong. Để load lại my account. Nó bắt mình load lại. Đâu nhỉ? Đây, confirm mail đây. Confirm. Bắt buộc phải confirm điều này vậy. Ok. Đây. Đã xong. Đấy, mình đã xong rồi. Ok, sau khi xong ấy này, bạn vào được mail overview review cái này thì các bạn xem tham khảo này. Vì setting này, cài đặt này, withdraw để rút. Rút thì tính sau. Bây giờ chúng ta cứ kiếm đã, còn việc rút thì tính sau. Ok. Cái này nó hơi quảng cáo một chút vì nó ăn vào tiền quảng cáo. Thì cái việc đầu tiên ý, anh em phải là My Profit này. Các bạn phải kích hoạt cái nhà trước. Cái này là cái nhà của bố mẹ bạn. Có nghĩa là khi khởi đầu của bạn ý, thì bạn sẽ phải ở một cái nhà free, có nghĩa là thuê cái nhà này miễn phí, là cái nhà của bố mẹ bạn. Thì cái việc mà bạn nó đại khái nó mô phỏng như kiểu game thôi mà, thì chúng ta sẽ phải ở trong cái một cái nhà của bố mẹ và chưa có tiền để mua cái nhà mới, thì chúng ta phải đầu tiên là di chuyển đến cái nhà của bố mẹ. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, trong cái nhà bố mẹ này thì sẽ có 5 miner này, crown 3 này, thuê miễn phí này, free đấy. Nhưng thực ra thì nhà bố mẹ này thì nó cùi lắm nhưng mà chúng ta phải kích hoạt cái nhà bố mẹ này trước nhá. Đây lưu ý cho mình sau chưa kiếm để kích hoạt được cái nhà bố mẹ đã, thì chúng ta phải chuyển nhà bố mẹ. Đại khái là khi các bạn chưa đủ level, nó kiểu dạng mô phỏng theo đúng nghĩa game, thì chúng ta chưa đủ level. Đây daily grass set payout là 4 satoshi, my rate là 500, đây max daily payout là 1900. Đại khái là ở cái nhà đây, thì trong cái nhà bố mẹ đấy thì chúng ta có thể mua cái out. Đây này, cái khi mà cái chuyển cái nhà đấy đến cái trạm, trước khi chuyển cái nhà đấy thì chúng ta có thể có payout là với 0.3 satoshi. Đây là cái mà bạn mua, nhưng mà bạn phải đến được level 3 before you can start auto miner. Có nghĩa là cái này nó sẽ tự động, bạn có thể mua được cái tự động ấy, nhưng mà khi mua được cái tự động thì bạn cần phải có level 3 đã bạn phải đạt được level 3, và cái tự động tiếp theo là đạt ở level 7, và cái tự động tiếp theo là level 15 với 27. Ở cái khoản này ấy, thì nó ngon hơn ở cái thằng này nhá. Thằng này thì nó tiếp cận dễ hơn, cái thằng này nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà các anh em cố gắng chơi thì mình cũng khó mà giải thích cho các bạn nào để hiểu, nhưng mà cố gắng chơi thì bởi vì căn bản là với lập thì nó không lên được level, thành thử ra nó cũng rất khó giới thiệu cho bạn. Như thằng này cái ban đầu cũng vậy, cái ban đầu của mình nó mới lập, nó rất khó lên level đấy, thành thử ra là mà nó khó để giới thiệu cho các bạn. Nhưng mà các bạn hiểu rằng là khi các bạn chơi ấy, thì nó sẽ mở các level lên thì các bạn mới cảm nhận được. Chứ thực ra ban đầu chơi ấy, nó rất là cực kỳ vất vả, giống như kiểu là bạn mới mở ấy, thì nó phải đánh gà đánh qué ấy, không thể đánh được dòng to ấy, thì đương nhiên là các bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng về sau thì nó lại là rất là ok, bởi vì nó là game miễn phí hoàn toàn, chứ không phải là các bạn phải bỏ tiền ra vào đầu tư. Thì cái thằng này nó cũng vậy, cái thằng này thì ban đầu nó rất là cực khổ, nhưng mà về sau bây giờ tất cả các bạn đều chơi rất là ok. Các bạn nào xem lại kênh của mình thì biết, hoặc là nói chung là anh em chơi con này bây giờ vẫn ở rất là ok. Thì ở cái bước đầu thì bản thân thằng này ấy, nó sẽ tiếp cận dễ hơn so với thằng này, dễ hơn ở cái khoản kiếm nhá. Nhưng mà về lâu dài ấy, thì thằng này thì lại so ra kém hơn thằng này, bởi vì thằng này nó sẽ tự động này, auto miner, còn thằng này bạn không thể tự động được, bạn vẫn phải kích vào miner. Thì ngày cũng mỗi ngày bạn phải vào chơi khoảng độ 2 tiếng. Nhưng đối với thằng này ấy, thì các bạn không vào chơi cũng được, nếu mà kích hoạt được cái auto miner rồi các bạn không vào chơi cũng được, nó vẫn tự động. Đấy là cái mà điểm mà cái giữa hai thằng này. Nhưng mà cái thằng này thì tiếp cận nó hơi khó ở cái bước đầu. Đây này, việc nhé,
việc cái con chat đầu ấy ở cái level đầu ấy thì bạn chỉ có thể đây này, bạn phải lên level 3 mới mở được cái này, level 5 mới mở được cái này đúng không? Thì ngay cái bước ban đầu này thì bạn chỉ khi mà create contract này, có nghĩa là kiểu như là tạo một cái hợp đồng ấy, kiểu như là đây là tạo một hợp đồng, nhưng mà nói tạo hợp đồng cho oai thế thôi, chứ thực ra là thực ra là nó là một cách mà các bạn ấy thôi. Đây sau về 45 giây nữa thì mình mới có thể tạo được 3 giây nữa thì mình mới có tạo được. Nhưng mà khi tạo được ấy thì nó sẽ nhận được 2 satoshi và điểm kinh nghiệm là ê boy. Thì nó rất là thấp ở cái đoạn này, cái điểm kinh nghiệm của bạn này. Đấy, XP để mà level 0 này, có lướt 2 super level thì để ở cái góc này ấy, nó lên được level 3 ấy, thì nói chung là nó chờ tương đối lâu. Khi mà chơi ở cái kiểu như này mà không có cách nào chơi ngoài việc là mời bạn bè. Có nghĩa là nhá, cái chỗ đoạn ending này các bạn phải chờ trong một khoảng, nó giống như kiểu forget ấy, nhưng mà cái thằng này nó không nói là forget mà nó nói là một cái kiểu như là còn kiểu như là một bạn thuê một cái hợp đồng, đại khái là nó nói văn từ cho nó gọi là đẹp đẽ thì thôi, chứ thực ra bản chất nó là một giống như kiểu là chúng ta chờ xong rồi chúng ta forget để mà forget lên được level và lên được nhận satoshi. Đây nha, mình sẽ làm lại đây. À, đấy thì bây giờ sau khi view xong như thế nhá, thì các bạn kích vào đây để chờ nó load hết chỗ này. Thì cái việc nó load này này là bản chất nó đang dùng CPU của các bạn. Bạn hiểu cái mình đã quên mất là mình cũng hướng dẫn cho các bạn cái kiểu cấp CPU như thế này. Nhưng mà mình đã quên mất cái quét đấy nó có chức năng giống hệt như kiểu này, là nó đang dựa vào con CPU của các bạn để mà nó đào 1024 Hz. Thì con CPU của bạn nó càng nhanh thì cái tốc độ load này của nó càng nhanh, còn CPU càng chậm thì cái tốc độ load này nó càng chậm. Và như vậy thì ấn con chắc này thì bản chất đó nhá, nó việc mà cái thằng này nó kiếm tiền ấy, ngoài những cái quảng cáo vay này là nó ký ở những cái hợp đồng như thế này, thì bạn sẽ mất một lượng CPU 1024 ấy, cái Hz vừa rồi ấy là một lượng CPU cho nó. Thì sau đó thì nó sẽ nhận, bạn sẽ nhận lại được đây, nhận lại được 2 satoshi và 0.04 XP. Thì ở chỗ này bạn nhìn thấy nhảy lên này, có lướt 2 satoshi thì mình cái tài khoản của mình đã BTC ở đây, chỗ này của mình có 2 satoshi rồi. Thì hiện tại Litecoin và Dogecoin thì chắc là nó chưa mở được bởi vì anh em hiện tại vẫn level đầu. Thì ngoài cái cách chơi kiểu này ra, ở level đầu chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, không có một sự lựa chọn nào khác ngoài cái Chris contract này. Thì chơi bằng bao giờ cho lên level 3 thì các bạn mới có cái này và có tiếp cái này, có tiếp cái auto này thì bắt đầu nó mới ngon nghẻ. Đại khái anh em phải lên tầm level 3 đấy, cái thứ 4 giờ này minimum Hz là 500 MHz, đại khái anh em lấy payout 0.35 sat, đại khái là nó sẽ kiểu như này, power là 1 này. Thì cái power này ấy, thì nó lại nằm đây. Đấy, các bạn ạ. Anh em sẽ bị tốn cái power này. Nếu mà nó hết 1/3 cái power này, chúng ta phải refill cái power, có nghĩa là lấp đầy cái power một lần nữa thì chúng ta mới, thì con này nó mới hoạt động được. Ví dụ thằng này là lên mất power 3 thì không biết là sau này khi lên ấy thì mình nghĩ rằng là cái power này nó cũng sẽ lên theo. Chứ không, nó không nằm ở riêng cái đoạn này. Thành thử ra mình nghĩ là như vậy, vì hiện tại mình ở level 1 thì mình sẽ không thể cho các bạn nhìn thấy cái sự biến đổi của nó được. Thì anh em đành phải thế thôi, vì game nó đúng nghĩa theo yếu tố là game luôn. Có nghĩa là anh em phải cày kéo chứ không phải là game theo kiểu là nó đại khái game chứ không phải là dạng đầu tư. Thì game thành thử ra là anh em phải cày kéo. Vì bây giờ miễn phí thì các bạn không thể nào yêu cầu nó một cách kinh khủng được. Nhưng mà về sau thì khi game ấy, nó đã lên level ấy, thì lại ngon hơn rất nhiều. Nếu bạn nào quay lại cái quét này, bạn nào chưa biết thì quay lại xem thì sẽ biết. Và bạn nào mà biết rồi thì đã hiểu cái quét này rồi. Ban đầu thì rất là vớ vẩn luôn, nhưng mà dần dần về sau ấy thì nó lại cực kỳ ok ở cái quét này. Nhưng cái thằng này thì nó có thể các bạn có thể chơi kết hợp chơi quét này và cái quét này cùng kết hợp, như thế là các bạn đã lên kiếm được cái lượng satoshi rồi. Như thế là ngon hơn rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại chỗ này của exchange này, là phần chuyển đổi nhá. Đây cái phần này thì là cũng ấy này. Đây là cái minimum exchange là các bạn có thể chuyển đổi như là kiểu là chuyển đổi để mà các bạn mua ấy.
mua vật phẩm nhưng mà min min chuyển đổi là ấy, thì khi mà cái chuyển đổi này của các bạn này thì các bạn sẽ có để mà một level 3 lớp để anti code này, 1517 như kiểu là nó chuyển đổi để mua những cái sản phẩm ở trong ấy này. Hash buyer mình ở đây có 7 thôi, thì cái code này của nó là 1517 code đấy, thì các bạn mới có thể unlock được cái này để mà phần chuyển đổi đấy mà để gãi thái là mua, kiểu kiểu như vậy. Để shop này, ở phần shop chúng ta sẽ có market, cái này nó hơi khó hiểu một chút, thành thử ra anh em phải ấy. Đây là cái view của cái nhà của bạn này đang hiện tại tip, sau này các bạn có thể mua chuyển nhà với các kiểu, sau này nó đại khái là sau này ấy, sau cái big market này thì đây cái Monty 450 Meyer, cái này big market rồi, không thể chơi cái này được. Về sau King Bank này, Bank này, go to exchange này, go to deposit này, đây các bạn thể áp phân Bank account Interlo Pilon này, bạn có thể đầu tư vào đây này. Đấy, bạn thể đầu tư vào đây thì anh em muốn chơi miễn phí cũng được, nhưng mà không nhất thiết phải đầu tư thì có thể đầu tư vào đây. Victor to crypto quên này, go to pen này, đấy, Victor 30 giây, đấy, coin này. Ok, cái việc rút này đầu tiên chúng ta cần phải tiến hành, đây Victor ở đây cũng được này. Đây cái việc mà rút này thì để mình sẽ thử cho các bạn xem là cái tiến hành rút. Rút thì nó sẽ về cái ấy này, setting này. Mình sẽ, các bạn bước đầu tiên các bạn phải setting trước, đó là cái ví fault của các bạn. Cái lưu ý là các bạn nào mà chưa biết về cái ví này thì xem lại link ở phần mô tả bên dưới, thì nó sử dụng cái ví này. Anh em vì nó mặc định là ví fault thì anh em nếu mà mới thì ấn vào deposit này lấy luôn được, lấy luôn cái địa chỉ ví deposit này được, vì nó là cái mới mà. Đây các bạn sẽ ép vào đây vì nó liên kết với ví fault, thành thử ra ép sẵn đi. Các bạn cứ ép sẵn đi, sau hết Nightcoin ép sẵn sàng đi, nó liên kết với ví fault nên ra khi chuyển nó sẽ chuyển về cái ví fault này cho các bạn. Đây. Nhớ là phải tạo cả pin code này ở bên này nữa nhá, để mình sẽ làm hết cái chỗ này các bạn. Các anh em ép sẵn ở cái đoạn này đi, ép hết để sau này nó có trục trặc gì thì không thể trục trặc được nữa. Sau này chúng ta tiến hành rút chỉ có rút thôi, chứ không cần phải ép lại cái này nữa. Okay. Pin code. Các bạn phải tạo cho mình một cái pin code 4 số trước. Rồi ok. Cái pin code này các bạn tạo trước xong bắt đầu mới có thể mà ấy được. Đây config lại pin code này. Đấy thì mới có thể update lại được. Thế copy lại, đành phải copy lại. Anh em nhớ nhá, tạo cái pin code ở bên góc trước, sau đó thì bắt đầu mới update lại được ví và đánh lại cái pin code mà lúc đấy bạn tạo. Nói chung là ở cái bước đầu ấy thì nó khá là vất vả khi mà đối với một web game. Đây update. Ok xong, như vậy là các bạn xong nhá. Đấy, không xem lại đã. Rồi mình bắt đầu mình tiến hành rút cho các bạn xem. Nhưng mà hai Satoshi thì đây tiền make 1 withdraw trong 30 phút, có nghĩa là bạn chỉ có thể tiến hành tạo một rút tiền sau 30 phút. Cái việc này nhá, lưu ý cái việc này nó đang tiến hành sử dụng CPU của các bạn đấy. Hai Satoshi amount 2 pocketers. Ở đây là Nightcoin thì mình chưa có, căn bản là hiện tại Nightcoin mình chưa có 2 Satoshi. À tôi chết cha rồi, ấn nhầm ví. Ôi copy lại. Copy nhầm ví, thảo nào nhìn cái ví nó lạ lạ. Nhầm ví Bitcoin. Đây. Copy thiếu ví. Các bạn cẩn thận nhá, như kiểu này là bị thiếu ví là nó không về được. Nhiều bạn
hỏi mình là không hiểu sao em không về. Nhớ là các bạn cập nhật như vậy thì nó sẽ không về nhầm. Bây giờ mình lại phải loát lại này. Đấy, khổ chưa? À, nó có hai loại captcha, các bạn có thể chơi bên này cũng được hoặc chơi bên này cũng được. Ừ, đúng rồi. Chơi bên nào cũng được. Ok, thì bây giờ là hai Satoshi thử xem về không. 12 pin code. Ok, withdraw. À, đây, nó đã gửi cho bạn tiền về rồi. Thì đây này, mình overview xem hai Satoshi đã về chưa nhé. Đây, hai Satoshi vừa về luôn. Cái này ý, thì nó liên kết với Fold, thành thử ra là việc rút tiền nó đơn giản thôi. Hiện tại Litecoin với Dogecoin thì có thể là anh em ở cái level này thì nó chưa kích hoạt lên. Thì đấy là combo này. Để các bạn mình chúng ta chưa update ở cái đây. Ở đây thì mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn web này để cho anh em dễ hiểu hơn. Bước đầu tiên anh em phải config email trước. Lưu ý nhá. Config email trước cho hoàn thành, sau đó chuyển đến nhà của bố mẹ như lúc nãy các bạn làm ấy. Nói chung là anh em kích ở overview này nó sẽ có toàn bộ ở chỗ mảng này. Thì config email trước chuyển đến nhà của bố mẹ. Sau khi nhà bố mẹ xong thì anh em nhớ ở đây cái phần create contract này là tạo một cái hợp đồng, kiểu dạng như tạo một cái hợp đồng. Thì khi mà ấn tạo một cái hợp đồng này thì đây chờ khoảng, nếu mà nó chờ nó khoảng một phút thì đấy, thì sau đó thì nó sẽ chuyển đến cái mục như vừa rồi anh em có thể nhìn thấy là nó lấy của các bạn. Thì sau khi nó chuyển đấy xong thì các bạn nhận được 2 Satoshi và 0.4 XP ấy. Thì phụ thuộc, thì khi nào mà đủ level 3 thì các bạn sẽ mở khóa được cái thằng đầu tiên auto này. After minute auto thì nó sẽ tự động đào sát này. Thì nhưng mà tự động đào sát ấy, nó cần một power, thì chính là cái power này. Thì anh em phải view thì khi mà hết power này, cho refill power, có nghĩa là lấp đầy cái power của bạn. Thì không, mình vẫn chưa biết là lên level thì nó có tăng thêm cái số power 3/3 như kiểu là 4/4, 5/5 hoặc 6/5 hay không, bởi vì bản thân mình nó chưa lên được cái đấy. Còn sau khi đấy thì anh em có thể đầu tư để tăng cái số tiền để mà mua máy đào ở trong cái khoảng banh ấy. Lúc các bạn nhìn ấy, thì các bạn có thể đầu tư vào đấy để mua mấy cái con ở trong shop ấy. Đấy, đâu nhỉ, đây mình, các bạn là mình muốn chờ cái này để ăn hai Satoshi nữa để cho các bạn xem. Thì các bạn đầu tư sau đó thì mua mấy con ở trong shop. Đây kích vào đây. Thì ở cái bản miễn phí ấy, thì chúng ta không có một sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc chơi như này nhá. Lưu ý, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chơi như này. Còn nếu các bạn được muốn đầu tư ấy, thì là ở cái banh lúc ấy các bạn nhìn ý, thì các bạn có thể đầu tư vào. Sau khi đầu tư vào thì mua mấy cái con đào, con kiểu như đào vừa rồi ấy. Thì các bạn là mình không đầu tư thì mình nghĩ các bạn là cũng ở cái web game ấy, thì cũng không nên đầu tư vì nó là web game. Giống như kiểu thằng này này, anh em mình hỏi thật, có bao nhiêu bạn đầu tư vào thằng này? Thật sự thằng này nó có đầu tư, nhưng mà mình chắc chắn là cái 10 bạn chơi thì đến 8 đến 9 bạn không đầu tư vào con này luôn, thật sự luôn. Thì cái thằng này bản thân nó cũng vậy, cũng kiểu giống hai thằng, nó cũng cơ chế lá nhau thôi. Thì anh em cứ suy nghĩ về cá nhân mình thấy thì cũng không nhất thiết phải đầu tư, anh em cứ chịu khó cày lên đi, cày nó đủ lên level thì về tương lai thì nó sẽ ok. Và thằng này thì rút thẳng về phí rồi. Nói chung là tiền đã về đây là an tâm rồi, không có gì phải lo lắng cả. Thật ra anh em cứ cày thoải mái. Đấy, thì về cá nhân các bạn nghĩ sao về web, có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Về web thì nó hiện tại nó kiếm miễn phí thì chỉ có ở cái khoản này thôi. Nó rất là khó khăn ở bước ban đầu, nhưng mà về tương lai thì rất là ok. Anh em cố gắng cày cho nát đi. Do mình thì mình những cái web này mình cũng ít giới thiệu cho các bạn, bởi vì các bạn đã chơi đủ, mình hỏi thật, các bạn đã nếu chơi web này và cái web này các bạn đã đủ thấy mệt chưa? Nếu chưa mệt thì mình sau này mình sẽ đẩy thêm các web cho anh em, bởi vì bản thân nếu như anh em chơi tốt ở hai web này đã tạo ra một thu nhập ok rồi, chứ không phải là không ok nữa. Mà thậm chí là chơi theo kiểu game như thế này thì máy yếu nó vẫn chơi được, không nhất thiết các bạn phải đào. Thì
Anh thử ra cứ cố gắng chơi mấy game này đi. Còn những cái web như kiểu mình đang giới thiệu hiện tại ấy, là những web đầu tư thì nó cần phải có thời gian. Cần thời gian rất là quan trọng, thành thử ra là phải giới thiệu liên tục. Nếu mà sai một bước phát là các bạn sẽ đầu tư sai luôn. Ok, cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của mình. Bạn nào chưa subscribe nhớ subscribe ủng hộ nhé.